đội ngũ người truyền lửa cho bóng đá Đông Quân xin được hân hạnh chào đón tất cả các quý vị khán giả có mặt trên sân vận động Võ Xá trong buổi chiều hôm nay ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn cho trận chung kết diễn ra Võ Xá và Quan Lộ được không ạ? Và trước khi đến với trận chung kết này, tôi muốn nhìn thấy khán giả của Võ Xá ở đây ạ. Ở đâu ạ? Ngày hôm nay thì có vẻ như khán giả Võ Xá đang mất hút. Chúng tôi sẽ xin mời ba quý vị khán giả của đội chủ nhà lên dự đoán cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận chung kết này, và ai dự đoán đúng nhất sẽ nhận số tiền 1 triệu đồng. Tôi muốn nghe được câu nói đến từ hoa hậu quý bà, người phụ nữ quyền lực của Mân Xá. Bà Hoàng trong làng giải khát đâu ạ? Bà có những dự đoán gì cho mình về các cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho trận đấu này không ạ? Vâng ạ, vẫn dáng đi đó và bà đang thấp thò ở bên hành lang cánh. Những khán giả của Mân Xá ạ, những cánh tay của bà đây ạ. Xin mời anh kính đèn. Vâng, xin mời anh. Anh kính đèn, áo đèn và quần bò cũng đèn luôn, giày cũng đèn. Đây là một phong cách rất Yasin, thủ môn hiện tại của Liên Xô, người duy nhất giành danh hiệu quả bóng vàng thế giới và là nguồn cảm hứng cho biểu tượng tại Nga mùa hè năm nay. Xin chào anh có thể tự giới thiệu về mình và dự đoán cầu thủ nào ghi bàn thắng đầu tiên trong trận chung kết này, xin mời anh ạ. Mình xin giới thiệu mình là coi như Nguyễn Văn Tiến, người thôn Xá, và dự đoán tỷ số hay không như người thôn Xá. Không, anh hơi hiểu lầm rồi. Bọn em đang hỏi là ai là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho trận chung kết này. Trận chung kết này ai về ghi được bàn thắng đầu tiên để Tiến Vi. Và Tiến Vi, hãy tưởng Tiến Vi sẽ ghi bàn đầu tiên. Và tôi muốn mời một quý vị khán giả rất đặc biệt trong trận chung kết này, người con gái Quan Độ, làm dâu Văn Xá, Thủy Tiên của bóng đá Văn Xá. Xin mời Thu Trang. Thu Tờ Lan đâu ạ? Xin mời Thu Trang ạ. Hoàn toàn khác so với những gì đến từ người chồng của mình. Tiến đi. Quý vị khán giả Văn Xá đâu ạ? Xin mời chị áo trắng ạ. Chúng tôi cần những khán giả của Văn Xá có thể đưa ra những dự đoán về cầu thủ ghi bàn đầu tiên của trận chung kết ạ. Còn ai nữa không ạ? Nếu không thì tôi sẽ dành toàn bộ 5 dự đoán còn lại cho SC Quan Độ. Còn ai không ạ? Cánh tay của đội chủ nhà đâu ạ? Vâng, xin mời anh. Người lông mạnh mẽ duy nhất của Văn Xá trong buổi chiều hôm nay. Một dự đoán tới từ một cổ động viên Văn Xá là cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho trận chung kết sẽ là Tiến Mỹ. Tiến Mỹ cũng là ngôi sao tấn công hàng đầu của SC Văn Xá. Còn dự đoán thứ hai của chúng ta sẽ là gì đây? Dạ vâng, hai người, vâng, hai anh. Ok anh, vâng, tất nhiên rồi. Và anh hãy giới thiệu về mình và dự đoán ai là ghi bàn thắng đầu tiên ạ. Vâng, em tên là Duy, sinh năm 1987, là fan hâm mộ của bóng đá Văn Xá của đội chủ nhà. Sau đây xin dự đoán người ghi bàn đầu tiên là Trương Anh. Trương Anh tiếp tục là một cái tên quen thuộc của Văn Xá đúng không ạ? Vâng, anh giới thiệu về mình. Hôm nay là em là Nguyễn Văn Hoàng ở Văn Xá, và em hôm nay dự đoán con là con này là Quý Nhâm. Quý Nhâm hôm nay kia là thắng đầu tiên cho đội tuyển Văn Xá. Vâng, anh là gì ạ? Hoàng. Xin chào bao nhiêu? Anh là 1989. Và 1989 này Nguyễn Văn Hoàng dự đoán Quý Tâm sẽ nổ súng trong trận chung kết này. Hôm nay mới sáng vô đây. Mới sáng vô đây. Thế là sao? Anh nói sao ạ? Anh cái này. Hôm nay là mới sáng vô đây. Mới sáng vô đây. Có nghe rõ không ạ? Mới chưa nghe rõ. Anh này nói lại ạ. Mới sáng vô đây. Mới sáng vô đây. Vâng, rất xin cảm ơn anh Hoàng. Vâng, em xin dịch lại là Văn Xá vô địch. Vâng ạ, Xá vô địch. Và bây giờ là khán giả của Quan Độ ạ. Các khán giả của Quan Độ đó ạ.
chống được khán giả quanh chỗ đó rồi ạ. Vâng, xin chào anh giới thiệu về mình ạ. Em không biết nói gì hơn, hôm nay quanh chỗ thắng Mạng Xá 2-0. Trong cuộc thi vào đầu tiên này ạ. Xin lỗi trước khi bước chân về thì anh đã uống bia ạ. Bia thì em uống nhiều rồi, nhưng mà em khẳng định quan điểm của em là phải thắng ngay không? Ngày nào cũng uống luôn. Vâng, em chưa hỏi vâng, là cầu thắng hay thua. Mà em đang hỏi là cầu thủ nào ghi bàn thắng đầu tiên cho trận chung kết này? Trận chung kết này em sẽ nghĩ là không, trận chung kết này em sẽ nghĩ là quý Trỗi ghi bàn. Như vậy là hậu vệ Quý Trỗi, chứ không phải là Quý Tâm. Xin cảm ơn anh. Như anh tên là gì ạ? Em tên là Nguyễn Văn Trường, em chỉ là văn nghệ thôi. Anh có thể hô quan đồ vô địch được không? Vâng, thì anh hát bài quan đồ hôm của em lúc nào cũng phải vô địch. Đấy. Em là quê ngoại quả quan đồ cảm xá không? Đấy, nhưng mà em thấy quan đồ phản hơn. Vâng, và anh theo độ trận này bao nhiêu tiền? Em thật sự em không có tiền, em có tiền em đánh cả nhà em luôn đấy. Vâng, đó là người động viên rất lớn đến từ các cổ động viên của quan đồ ạ. Vâng, tôi xin mời một quý vị khán giả của quan đồ. Xin mời ạ. Phát sóng của quan đồ đâu ạ? Người con gái đấy ạ, một người phụ nữ quan đồ đi ạ. Xin mời cô đợi nói đi ạ. Vâng đây ạ. Người phụ nữ nhiệt nhất của con quan đồ, xin mời chị ạ. Xin mời anh giới thiệu về mình chưa ạ? Quan đồ, nhưng mình đi thủ số. Văn Xá thì có Quý Tâm, quan đồ thì có Quý Trỗi. Ở Kiến Mỹ thì ở quân đội có Quang Đen. Tỷ số mình ghi Quang Đen sẽ mở bàn trước, sau đó tỷ số chắc là hai nào thì mình nghiêng về Hà Nội. Đây thì quân đội chắc được. Vâng, anh giới thiệu về mình một lần nữa đi ạ. Anh dự đoán là Nghiêm Quang sẽ ghi bàn. Vâng, Quang ghi bàn đầu tiên. Quang Đen mình ghi Quan. Vâng, anh Quan. Vâng, như vậy là anh Thoan dự đoán là Nghiêm Quang sẽ ghi bàn thắng đầu tiên cho trận chung kết này. Và xin mời chị có thể quay mặt lên ông Vinh phóng viên để chúng tôi chiêm ngưỡng được nhan sắc của con gái của quan đồ ạ. Vâng, chị cứ giới thiệu về mình đi ạ. Em ở Nga, ở quan đồ, em ủng hộ cho FC quan đồ. Em nghĩ là thắng sẽ ghi bàn đầu tiên ạ. Vâng. Người ghi bàn tới từ chị dự đoán đó là Nghiêm Thắng. Vâng, xin mời ban tổ chức ghi bàn. Bây giờ thì chúng tôi sẽ yêu cầu ban tổ chức sẽ có một sự ngoại lệ dành cho một người phụ nữ nhiệt nhất của xứ Văn Môn trong mọi lần cổ vũ bóng đá, đặc biệt là quan đồ có mặt. Xin mời chị, một ngày làm có thể 1 triệu bỏ hết, không tuốt nhựa nữa. 10 triệu. Xin mời chị ạ. Và cái tiếng chống tới từ cổ động viên quan đồ ạ. Trước khi trận chung kết diễn ra thì thật sự là nó có quá nhiều trong một trận derby. Và chị giới thiệu về mình đi ạ. Hôm nay tôi là con gái quan đồ, bóng cắp ngày 10 triệu không làm. Thấy được sự nhiệt huyết đến từ các quý vị khán giả của phía quan đồ, rất xin cảm ơn chị. Và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với trận chung kết của giải này. Hiệp 2 chúng tôi sẽ có những màn dự đoán kết quả của trận đấu.